Nhớ anh quá. Mỗi khi nhớ ai đó là nó sẽ xếp máy bay giấy. Lúc còn nhỏ, mỗi khi ba chị đi biển, nó cứ ở nhà xếp máy bay giấy. Cuối cùng xếp đầy khắp cả nhà. Anh không muốn thế giới của chúng ta có quá nhiều rắc rối. Vậy có thể cho em biết tại sao không? Anh sợ một ngày nào đó anh sẽ mất em. Nhưng em lại xuất hiện ở khắp mọi nơi. Lúc này tôi mới phát hiện trái tim của tôi vẫn chưa tìm ra được lý do cứ đau âm ỉ. Thì ra cái kết của cuộc tình này cuối cùng cũng thiếu đi một thứ quan trọng, đó là nước mắt. Tôi thấy những chuyện tình có cái kết không đẹp đều có một cách để chữa trị, đó chính là cứ để nó qua đi. Ai không biết đây là cách tốt nhất chứ. Nhưng mà điều này muốn làm không phải dễ. Lâm Phương Văn có cái gì tốt chứ? Sao tôi lại không thể quên anh ấy được? Thì ra anh ấy là toàn bộ ký ức của tôi. Có thể không ai tốt hơn anh ấy. Anh ấy lại là mối tình đầu của tôi, và điều đó không thể nào tìm lại được. Alo. Alo, nhà văn xinh đẹp đang làm cái gì vậy? Ngồi sao sáng à, cô đang làm gì? Tôi hả? Tôi vừa diễn xong thôi. Ủa, sao bên cô im ắng quá vậy? Không đi chơi hả? Có một mình thì đi đâu đây? Chị em gì đó của cô với Đỗ Vệ Bình đâu? Đỗ Vệ Bình hả? Hôm nay anh ấy rất bận, nói tôi đừng ra nhà hàng làm phiền anh ấy. Quang Huệ thì đang ở quê với Tiểu Lộc. Còn cô nàng Địch Chi thì cùng với Điền Hồng đến nhà chị hai để giữ trẻ rồi. Tôi có một mình cũng không biết phải đi đâu. Cô đừng có tự làm cho mình trở thành người đáng thương nhất thế giới có được không? Tôi cũng vậy thôi mà, ngày nào cũng bận bịu với công việc hết. Ai kêu cô là ngôi sao nổi tiếng làm gì? Tôi biết mà, cho tôi than thở một chút có được không? Bây giờ cô đang ở đâu? Ở Đài Loan, vừa diễn xong thì đói bụng quá. Bây giờ thì đang ở đường Đại Khê, tôi đang chuẩn bị ăn khuya đây. Xem ra là một ngôi sao nổi tiếng cũng không phải là chuyện đơn giản. Bây giờ mới biết sao? À, đúng rồi, ngày mai tôi tới Thượng Hải, hẹn ăn cơm có được không? Được thôi, đến nhà tôi đi. Sao không đến nhà hàng Độ Độ chứ? Lần nào cũng tới nhà hàng Độ Độ, cô không ngán hả? Dĩ nhiên là tôi không ngán rồi. Hơn nữa đến nhà cô thì có gì ăn đâu. Làm ơn đi, tôi nấu ăn cũng ngon lắm đó. Cô nói thiệt hay là giả vậy? Đương nhiên rồi, trước đây Lâm Phương... Thôi được, không tin thì thôi. Thôi được, vậy ngày mai tôi muốn ăn món Lâm Phương thích nhất có được không? Được, không thành vấn đề. Được, tạm biệt. Tôi và các Mễ Nhi có cách nhớ anh ấy hoàn toàn khác nhau. Cô ta đang nhớ một người bạn thân, còn người tôi nhớ là người yêu trong cuộc đời tôi. Ê, thôi chết, không ổn rồi. Anh lại ăn nhiều quá trời. Thức ăn ở quê đúng là chất lượng quá hả? Nè, tại chúng ta đến chơi nên hai bác mới chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy. Anh đúng là không biết cái gì hết trơn à. Anh biết rõ chứ. Vì vậy để đáp lại tấm chân tình, anh đã ăn sạch tất cả đồ ăn ở đó luôn. Nếu như anh thích đồ ăn ở nhà tôi như vậy thì hôm nay anh lại chơi luôn đi. Nhà tôi còn phòng trống đó. Hey, được. Được hả? Cái gì mà được. Tính anh ấy công tử mới vừa thay đổi được một chút thôi, không khéo lại bị hai bác chịu hư đó. Nhưng mà chị có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với em đó. Em cũng có nhiều chuyện tâm sự với chị lắm. Vậy lần sau nha, lần sau em sẽ đến một mình. Em sẽ ở lại với chị. Hôm nay em đến xem chị có khỏe không thôi. Chị khỏe mà. Coi kìa, tay của chị khô hết rồi. Nhưng mà chị trồng được rất nhiều hoa và rất nhiều rau.
Rau và đậu mà hôm nay hai người ăn đều do chị tự trồng hết đó. Còn qua ở trên bàn là do chị trồng luôn đó. Có thật không? Hèn gì hôm nay tôi ăn rau thấy nó ngọt quá trời. Chị Quân Huệ trước giờ là giỏi nhất mà. Chờ một lát. Xem chút nữa là quên. Đây là tất cả tâm huyết của Quân Huệ đó. Hai người mang về ăn đi nha. Khách sáo quá. Mau cầm đi. Mới vừa khen rau nhà anh ăn rất ngọt đó. Vậy sao? Nhiều như vậy sao? Đủ cho hai chúng tôi ăn cả tháng luôn á. Tiểu Lộc à, Quan Huệ bác trai và bác gái làm phiền anh rồi. Sao nói là làm phiền được? Phải là hạnh phúc chứ. Nè, nói như vậy nghe hay đó. Cũng như Địch Chi có tên đầu trọc như tôi, chắc chắn sẽ hạnh phúc, có đúng không? Tên đầu trọc. Vậy sau này hy vọng hai người ghé thường xuyên hơn. Vì Quan Huệ gặp được hai người rất là vui. Được rồi, tụi em sẽ đến thường xuyên hơn. Được, vậy hai chúng tôi đi trước được. Nha. Tạm biệt, bảo trọng. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Em về. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Quan Huệ à, chúng ta đi dạo một lát nha. Đi. Quan Huệ, em đừng chạy nhanh như vậy, coi chừng dập té đó. Anh đuổi theo em đi. Em đi chậm một chút đi. Quan Huệ, anh nhìn nè, mấy khóm hoa này đẹp quá đi. Đẹp thiệt. Vậy em có muốn hái mang về nhà không? Không cần đâu, cứ để chúng ở đây phát triển thật tốt. Như vậy ai đi ngang qua đây cũng có thể nhìn thấy được. Cũng đúng. Nè, làm gì vậy? Nghỉ ngơi không đủ, toàn thân mệt mỏi, máu huyết không lưu thông nên chân mới sưng đó. Cô cố gắng nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ 50 phút thôi mà. Trong 50 phút này đảm bảo đổi lại được tinh thần cho ngày mai. Tặng cô. Vừa rồi trong lúc bóp chân cho cô, thấy gần đây cô chịu áp lực lớn. Vậy nên nếu cô cảm thấy căng thẳng hoặc phải chịu áp lực quá lớn thì cứ nhìn nó, sẽ thấy sảng khoái tinh thần, giảm áp lực hơn. Ý tôi là đúng rồi, nếu như có cơ hội thì cô ngâm mình trong nước ấm, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm sưng chân. Cảm ơn. Tặng cô. Anh ăn đi, tại sao lại nhìn tôi như vậy chứ? Tôi... Anh nè, cô không cảm thấy nhà hàng này mắc lắm hay sao? Tôi chỉ sợ tôi mang không đủ tiền thôi. Tại tôi sợ bị lãng phí cho nên mới mời anh tới đây ăn giúp cho tôi đó. Đương nhiên bữa này tôi mời rồi. Vậy nên tôi phải có trách nhiệm là cố gắng ăn hết, không được lãng phí. Đúng đúng, tuyệt đối không được lãng phí. Được rồi, xin mời. Mình ăn thôi.这份痛只能独自吞下。
Hiện giờ tất cả những gì em có đều do bản thân cực khổ làm nên. Lẽ ra em phải trang điểm cho thật xinh đẹp mới được. Lẽ ra em phải để ý đến những con số, đến vẻ bề ngoài. Nhưng những con số và vẻ bề ngoài không bao giờ thay đổi được em. Sự thánh thiện của em, sự hiền từ, sự chân thành của em. Nếu không, làm sao em chịu yêu một người làm nghề massage chân như anh chứ? Tặng em nè. Cảm ơn. Anh mau vào đi. Chắc là anh đói rồi phải không? Có canh rồi, em múc cho anh một chén nha. Còn thức ăn em sẽ đi chuẩn bị ngay. Để anh làm cho. Tôn Duy Đống, anh không cần phải lo cho Quan Huệ nữa. Thật ra như vậy cũng khá tốt. Ít ra thì bây giờ Quan Huệ đang rất vui vẻ. Nè, lúc nãy ăn Tiểu Lộc cho mớ rau, mình về nhà nấu mì gói bỏ thêm vào sẽ ăn ngon hơn nhiều, có đúng không? Ý anh không phải là mì gói ăn không ngon, mà ý của anh là nếu như ăn thường xuyên thì nó hơi đơn điệu. Nhà anh ở đường nào? Em bị cái gì vậy? Nhà mình ở đường nào cũng quên hay sao? Em nói là nhà của ba anh kìa. Nhà của ba chồng em đó. Về ăn chung một bữa không sao chứ? Em muốn đi thật hả? Lỡ như... Đi thôi. Ông chủ, cậu chủ và cô chủ đã về rồi. Uống rượu nha. Dạ. Em được không? Được chứ. Được. Anh Mạnh, lấy chai rượu trên kệ sách mang qua đây cho tôi. Đã lớn vậy rồi, uống chút rượu cũng không biết tiết chế. Cứ để cho anh ấy ngủ, sẵn tiện dạy cho anh ấy một bài học, nằm cho đau lưng nhức mỏi xem lần sau còn dám uống nhiều nữa không. Đâu phải nó mới say xỉn lần đầu,
không hề có tiến bộ. Đó là do xưa nay mỗi lần uống rượu say, anh ấy đều có nhiều kẻ hầu người hạ chăm sóc cho đủ mọi thứ. Bây giờ xem coi có ai lo cho không. Anh ấy ngủ rồi cũng tốt. Thật ra còn có chuyện này muốn nói riêng với bác. Xin lỗi bác, hôm nay con tới mà không mang gì, xin bác đừng chê trách. Bác gọi cái thằng này về nhà, mấy tháng trời không nghe nó trả lời. Hôm nay con có thể đưa nó về nhà, xem như là có công lớn rồi. Bác không cần gì đâu. Con đã đoán trước là bác sẽ nói ra những lời này, nhưng mà con cũng đã chuẩn bị quà rồi. Con đã có thai thưa bác. Vậy hai đứa mau dọn về đây ở đi. Sống riêng bên ngoài ăn bữa bỏ bữa, đứa nhỏ trong bụng của con sao mà chịu nổi chứ. Muốn tụi con dọn về đây cũng được, nhưng phải có điều kiện kìa. Bác biết ngay mà, một người con gái thông minh giống như con sao có thể ngốc nghếch chịu sống chung với thằng con hư hỏng của bác. Có gì con cứ nói, chỉ cần bác có thể làm được thì bác sẽ đáp ứng cho con hết. Thứ nhất, tụi con dọn về đây là để sống cạnh bác, không phải là muốn sung sướng hơn. Cho nên sau này bác không được để Điện Hồng có kẻ hầu người hạ không chịu làm gì, chỉ biết ngồi đó và hầu hạ thôi. Thứ hai, tiệm của con bị bác phá hỏng, về tình hay lý bác cũng phải đền bù cho con. Cái tiệm nhỏ như vậy sao có thể dựa. Dựa núi núi lở, dựa người người chạy. Con muốn dựa cho bản thân mình, vậy thì chắc chắn hơn. Còn gì không? Còn về Điền Hồng, bác cho nếu một công việc làm từ thấp lên cao, càng khổ càng tốt. Nó không chịu khổ được đâu. Không chịu được cũng phải chịu. Anh ấy phải học cách tự lực cánh sinh bác à. Con biết là bác muốn anh ấy tiếp quản sự nghiệp, nhưng không có nền tảng thì sự nghiệp lớn đến đâu cũng tiêu tan hết thôi. Muốn giỏi thì phải bồi dưỡng từng bước, để anh ấy chịu khổ thì anh ấy mới thành tài được. Sau này anh ấy mới có thể kinh doanh tốt được, đúng không bác? Con còn một điều kiện cuối cùng. Con có thể gọi bác là ba được không? Im lặng, đứng thẳng lên, nhìn bên phải. Tôi nhìn thao tác của cô, tôi nghĩ là... Vậy đừng nhìn, qua kia, ngồi xuống. Đi, mở cửa. Ờ. Xin chào. Trình Dận đâu rồi? Ừ. Được rồi, bỏ ra đi, đừng cản trở tôi. Nè, tại sao cô lại biết? Biết cái gì? Biết là tôi vẫn rất yêu cô. Rất rất là yêu cô. Được rồi, cô ngốc thì vẫn mãi là cô ngốc. Ôm một cái. Cô thấy vui rồi chứ? Ừ, bắt đầu vui rồi. Hôm đó tôi có tới nhà cô anh ấy. Rồi, tôi tha tội cho anh.
Nhưng vị chủ nhân khó tính người bên vẫn chưa bỏ qua cho tôi kìa. Ngôi sao lớn đã bỏ qua cho anh rồi, tôi còn dám nói gì sao? Cô nói nha. Ê, nhưng hai người yên tâm, tôi có chuẩn bị chút đồ ăn. Lát nữa hai người có đói, tôi có thể trổ tài của mình. Tôi thấy rồi. Được rồi, hôm nay tôi sẽ bỏ việc giảm cân sang một bên, phải ăn hết 2 kg mới thôi. Này ngôi sao, cô đã ốm vậy rồi còn muốn giảm cân nữa sao hả? Tôi nói cho anh biết, truyền hình là cái kính chiếu yêu kinh khủng nhất trên đời này, ai mà lên đó cũng sẽ mập hơn vài ký. Vậy cho nên tôi cảm thấy chúng ta phải quay về thời đại chỉ có máy thu âm, bỏ đi cái thời đại chỉ có truyền hình này đi. Máy thu âm? Mấy giờ rồi? 7 giờ. Có chuyện gì? Mở chút nhạc mới lãng mạn chứ. Trời ơi, muốn nghe nhạc thì nói đại ra đi. Nhà tôi có đĩa hát của không cô mà. Nghe rít ngán rồi không nghe nữa. Đây là chương trình tiếng hát Thượng Hải. Tôi là biên tập viên Tiểu Tuyết. Bài hát đầu tiên hôm nay sẽ hơi buồn, vì nó là tác phẩm của nhạc sĩ Lâm Phương trước khi mất tích ở đảo Lộc Nhi. Nghe nói bài hát này Lâm Phương muốn dành tặng cho một người rất là đặc biệt. Không biết người đó là ai? Không biết người đó hiện giờ có đang nghe bài hát này không? Nhưng tôi nghĩ chuyện của Lâm Phương và cô ấy chắc chắn là đẹp như ca từ của bài hát này. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức bài hát mới do các mễ nhi phổ nhạc và sắp được phát hành đồng loạt ở các nước châu Á. Anh ấy nói mỗi năm đều tặng cho cô một bài. Cho đến cuối cùng anh ấy cũng đã làm được rồi. Sao cô lại biết chuyện này? Tụi mấy cái máy bay giấy đó. Máy bay giấy? Bên trong đó có viết rất nhiều điều anh ấy muốn nói với cô. Năm nay Thượng Hải ít mưa, anh không thể tìm được em dưới chiếc dù. Đừng nói là sắp đến tận thế chứ. Vậy nếu như một giây sau kết thúc thì sao đây? Thì cũng được chứ sao. Ít ra em có thể mãi mãi ở bên anh, mãi mãi không bao giờ xa cách. Trước căn nhà cổ của Trương Ái Linh, rốt cuộc có bao nhiêu câu chuyện đi qua? Tôi đã đến Tân Hải một chuyến rồi. Thì ra chính là anh hả? Viết số điện thoại cho tôi đi. Tại sao tôi phải viết cho anh số điện thoại? Vì cô đang sử dụng hình ảnh của tôi. Chẳng lẽ không muốn gặp luật sư của tôi để hòa giải hay sao? Nghĩ lại cảnh xin số điện thoại, giở trò lưu manh, bỗng nhiên anh lại khóc rồi. Điện thoại. Alo. Xin lỗi nha các mẹ Nhi, đã làm cô thức chứ? Có một chuyện tôi rất muốn hỏi cô. Điện thoại của Phương Giang là cô đưa cho chị của anh ấy à? Điện thoại á? Trong số di vật của anh ấy, cô có tìm thấy điện thoại không? Tôi không tìm thấy cái điện thoại nào hết. Sao vậy Trình Dận? Không sao, tôi phải gọi một cuộc điện thoại để xác nhận một việc. Mai tôi liên lạc với cô nha. Thuận Hải.
thuê ba quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Vậy nghĩa là sao? Điện thoại của Lâm Phương sao lại ở chỗ chị Lâm Nhật? Cô không cảm thấy kỳ lạ hả? Vậy thì sao? Cho nên tôi nghi ngờ Lâm Phương Văn anh ấy vẫn còn sống. Nhưng ở đảo Lộc Nhi, tôi vẫn cho người đi tìm kiếm suốt, cho đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Đảo Lộc Nhi? Ở ngoài biển đảo Lộc Nhi, trong suy nghĩ chị cảm thấy mình nên đợi nó ở đó, cho nên chị đã tới đó. Không phải đảo Lộc Nhi. Cái gì? Tôi nghĩ anh ấy ở đây. Đảo Ốc Cửu? Lâm Nhật nói chị ấy sẽ đợi Lâm Phương Giang ở đó. Tôi hỏi cuối cùng có gặp được không, chị ấy không trả lời chính xác cho tôi. Tôi bay qua đó ngay. Các Mỹ Nhi, không phải ngày mai cô diễn ở Đài Loan sao? Tôi mặc kệ, tôi muốn. Cô quên cái tính đó mang đến cho cô bao nhiêu phiền phức hay sao? Để đội cứu hộ đi trước đi. Vậy nha. Alo, cho tôi hỏi, ông Tanabe phải không? Tôi là Cát Mỹ Nhi. Ơi, trong nhà nhiều người giúp việc lại không có chuyện để làm, sao em lại bắt anh phải đi làm chứ? Được, không sao đâu. Cảm ơn cô. Không sao, không sao. Nè, làm phiền bạn rồi. Bạn của em hả? Sao ăn mặc đẹp vậy? Đúng đó, chị quá xe đâu. Làm gì? Thì đưa cho em đi, hỏi nhiều làm gì. Ờ. Phiền cô xem thử thông tin và số tiền có vấn đề gì hay không. Đúng rồi. Được, cảm ơn. Cảm ơn. Xe đó ở trong nhà, cô cứ tự nhiên lấy. Được, cảm ơn cô. Cảm ơn. Cái gì? Cái gì mà em kêu cổ cứ tự nhiên? Nè, cô đi đâu vậy? Nè. Hả? Anh nhìn không hiểu sao? Em bán xe rồi. Hả? Em sao em bán xe anh? Hả? Lúc trước cuộc sống cực khổ hai chúng ta cũng không bán xe, giờ đã có chỗ ăn chỗ ở sao phải bán xe chứ? Nè, cô mau quay trở lại đây, tôi không bán đâu. Nè. Nè. Anh không muốn mua xe mới hả? Đúng rồi. Sao em lại biết anh đang thích chiếc Bugatti Veyron vậy? Anh đang định đi lái thử đây nè. Nè cô ơi, tôi bán xe cho cô á, cô lái đi, lái đi, lái đi. Vì vậy nên anh phải cố gắng làm việc dành dụm tiền. Đảm bảo chỉ trong 10 năm thôi anh sẽ mua được chiếc đó. Sao? Sao mà 10 năm chứ? Tại sao phải 10 năm lận? Chắc là anh cũng biết, em ghét những loại đàn ông không có nghề ngỗng gì, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, sống một cuộc đời không có mục tiêu. Cho nên... Cho nên anh đừng có bao giờ biến thành loại người đó. Từ ngày mai, bà của anh sẽ sắp xếp công việc cho anh trong phòng kinh doanh. Anh còn được ngồi vào vị trí trưởng phòng nữa, không tệ chứ. Trưởng phòng? Ừ. Không được, không được, không được, không được. Không, 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 không. Không được cái gì? Không thể nào không đi. Tốt lắm. Bây giờ từ ngày mai 8 giờ đến 5 giờ anh phải đi làm. Nhưng bây giờ anh không có xe, anh đi làm bằng cái gì đây? Đi tàu điện. Anh học được cách đi tàu điện rồi mà, đúng không? Mang hành lý vào đây. Nè, anh quên rồi. Nè, anh thấy nhiều lúc em đúng là ngốc đó. Có phải em sống cực khổ quen rồi nên không biết hưởng thụ, có phải không? Trong nhà có rất nhiều người làm, không cần cái gì cũng phải tự làm đâu. Còn nữa, theo em á, vị trí trưởng phòng một tháng lương được bao nhiêu, lại còn phải đi làm bằng tàu điện nữa. Thời gian đâu anh ở bên em. Hối hận hả? Ly hôn nha. Không được, con người anh rất truyền thống, kết rồi sẽ không ly. Được, nếu em đã lựa chọn con đường ngu ngốc này thì dù có khó khăn anh cũng đi với em cho đến đường cùng. Rồi em sẽ biết ngay thôi. Đi. Ơi, trời ơi, mệt chết đi được. Có ai hay không, rót cho tôi ly nước làm ơn đi. Nước của tôi. Hả? Cô chủ à, yến của cô. Cảm ơn cô. Nè, đợi đã. Cô đợi chút đã. Sao có chén vậy? Chén của tôi đâu? Thì ông chủ chỉ dặn chuẩn bị cho cô chủ thôi. Tại sao vậy? Ông chủ nói cô chủ có thai rồi cho nên cần phải tẩm bổ. Trời ơi, mọi người đang hùa nhau chọc anh hả?
Vừa bán xe rồi còn có thai nữa. Hôm nay ngày cá tháng 4 hả em? Hả? Thật hả? Dừng lại. Em khoan ăn đã. Xoay qua đây. Có thai thiệt hay giả? Hả? Thiệt hay giả vậy? Anh Anh có nghe con nói gì chưa? Con nói là không được rõ ràng cho lắm, để anh nghe lại thử coi. Chơi chén rồi sao? Nghĩ thông rồi. Nghĩ thông chuyện gì? Nghĩ thông là tại sao mà ngay lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh đã thích em. Thật ra thì cũng dễ hiểu thôi. Anh là một đứa trẻ, còn em là một bà mẹ. Cho nên có lẽ đây là ý trời đã định, như trong truyền thuyết vậy. Nó nói là: "Ba ơi, ba phải trưởng thành và giỏi giang đó. Như vậy thì ba mới làm ba của con được." Yên tâm, anh nhất định sẽ trưởng thành. Nhanh lên, ngồi xuống uống nước đi nè. Cô thấy những người kia không? Bị cô làm cho phát cuồng luôn đó. Các bạn nhi, thành thật xin lỗi, thuyết phục sao khán giả cũng không về. Hay là cô giúp giùm hát thêm một bài để họ hài lòng có được hay không vậy? Không phải là vấn đề được hay không. Lúc mà chúng ta ký hợp đồng nói rõ là buổi biểu diễn 30 phút thôi. Chị Đào ơi, tôi biết chứ. Loa đã thông báo 3 lần rồi mà không khán giả nào chịu về hết. Họ phát cuồng lên rồi. Mong cô giúp hát thêm một bài đi. Để tôi hát thêm một bài. Tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ vào họ. Để họ dưng một chút đi. Trời ơi, nhưng mà chị Đào à, chính chị nói tôi làm họ phát cuồng, tôi phải chịu trách nhiệm chứ. Nhưng phải nói trước, sau khi hát xong ca khúc cuối, nếu như họ vẫn không chịu giải tán, tôi cũng hết cách thôi. Tôi biết rồi mà, được thôi. Được thôi. À, phải rồi. Nói với ban nhạc tôi hát bài Máy Bay Giấy nha. Được. Cô đó. Chết mẹ nhi. Cảm ơn mọi người. Cẩn thận đi chị. Hai người có nghe thấy có người gọi Long Phương không? Có phải nhỏ đâu. Đi chị cho chị. Đây nè, chị coi đi. Đúng rồi, là anh ấy. Hình chụp lúc nào vậy? Hồi tháng trước, lúc em đi chơi với bạn bè thì chụp hình này. Về xem trên máy tính mới phát hiện ra người này nhìn rất giống anh Lâm Phương. Em chụp ở đâu? Đảo Ốc Cửu. Đảo Ốc Cửu? Ừ. Alo, Trình Dận à, cô đã đoán đúng rồi, anh ấy ở đảo Ốc Cửu. Tôi đã đặt vé máy bay tới đó cho cô rồi, các Mễ Nhi cũng đã giúp cô thu xếp mọi thứ.
Mua giùm cô ít đồ ăn tiện dụng nha. Tôi sợ cô qua tới đó rồi ăn uống sẽ không quen lắm. Tôi đi tìm người mà, chứ đâu phải đi ăn tiệc đâu. Ăn đại cái gì cũng được hết. Vậy cô mang theo thuốc bao tử chưa? Nếu cảm thấy bao tử không khỏe có thể uống đỡ. Sao tự nhiên anh quan tâm tới sức khỏe của tôi vậy? Tôi đâu có quan tâm cô. Tôi chỉ lo cô lạ nước lạ cái. Có một mình cô qua bên đó à? Nếu như có chuyện gì không ai chăm sóc cô thì... Tôi đâu có còn nhỏ nữa. Tôi biết tự lo cho mình mà. Cô xem, cô có cần thêm thứ gì nữa? Tức là có khi nào cô... Trời ơi, tôi xin anh làm ơn có gì cứ nói thẳng ra đi có được không? Cứ vòng vo như vậy tôi mà sắp xỉu rồi nè. Tôi đâu có vòng vo cái gì đâu. Không có gì. Không có gì thật chứ? Ừ, chắc chắn là không có gì rồi. Vậy tôi sắp xếp hành lý tiếp nha. Cô có chắc là không cần tôi đi chung không? Trời ơi, nhưng anh muốn đi chung với tôi để làm cái gì chứ? Tôi đi với cô để chăm sóc cho cô. Chọc tức anh ta. Nè, làm ơn đi, người ta chỉ vừa mới sống lại thôi mà. Vậy không biết là cô có muốn nối lại tình xưa không hả? Anh hỏi làm gì? Anh đang lo lắng chuyện gì hả? Tôi có lo lắng cái gì đâu. Tôi không có lo lắng. Anh nói thẳng ra đi. Thôi được rồi, tôi thừa nhận tôi đang lo cho cô đó. Nhưng mà điều tôi lo là nếu cô bị tổn thương lần nữa, tôi là phải cùng cô uống rượu thức khuya và nghe cô kể chuyện nữa. Bộ khó chịu lắm hả? Thôi được, bất quá lần sau nếu uống rượu tôi sẽ không tìm anh nữa. Ê, tôi không có ý đó. Tôi hiểu ý anh rồi mà. Thật ra tôi cũng rất lo lắng, nhưng không còn cách nào khác, bắt buộc tôi phải đi thôi. Tôi phải tự hoàn thành kết cục của Bạch Hinh và Phó Diễm. Quyển tiểu thuyết phải có một kết thúc. Tôi tưởng mình có thể trốn tránh cái đảo quốc này suốt đời. Tôi vừa hận, vừa sợ. Nó sẽ vô tình nuốt mất người mà tôi yêu thương. Rất nhiều lần tôi muốn đi thẳng đến đó, nhưng mà lần nào tôi cũng tự rút lui. Mỗi buổi sáng khi tôi ra ngoài, có vô số người lạ đi lướt qua bên mình. Bỗng nhiên tôi mới hiểu ra được thiếu sót trong cuộc đời. Tôi cứ nghĩ tình yêu là chuyện cá nhân. Nhớ anh ấy nhưng không làm được gì, và nỗi nhớ cứ tăng lên gấp trăm lần. Những ngày tháng sau này của cuộc đời, chúng tôi mãi mãi nhớ về nhau. Nỗi nhớ vĩnh cửu. Nhưng mà chia tay trong hiện thực lại không được như vậy. Anh ấy vẫn mãi tồn tại trong nỗi nhớ của tôi. Còn tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ nhoi. Nếu như còn có kiếp sau, xin một lần, xin được một lần, để tôi được chia tay với anh ấy trước. Tôi rất hay tưởng tượng khung cảnh mà tôi và Lâm Phương Giang gặp lại nhau, nó sẽ như thế nào. Có thể Lâm Phương Giang sẽ giống như Quan Quệ, anh ấy quên hết những đau khổ trong quá khứ, bao gồm cả tôi. Cũng có thể khi gặp được tôi, anh ấy sẽ quay lưng bỏ đi ngay. Tôi nghĩ tôi sẽ đuổi theo và nói rằng: cảm ơn, anh cứ sống vui vẻ. Em không hận anh nữa. Anh hãy tự bỏ đi.